cái thời gian vụ án nó hơi đó nó chỉ có 10 tháng thôi, mà tôi đã phải di lý về T30 để xử cái phúc thẩm, làm nên mất hết 1 tháng rưỡi, thì coi như là tôi đến đó là 6 tháng rưỡi, 7 tháng rưỡi tất cả. Và quý vị có biết rằng là 6 tháng liền tôi không cho anh Quỳnh Duy Dũng đến trại giam ăn bữa thăm tôi. Bởi vì đối với tôi, với anh Quỳnh Duy Dũng là một sự tổn thương rất nghiêm trọng. Vì có thể là tôi là một tù nhân đặc biệt ở trại giam An Phước, nên khi Dũng tôi đang thăm nuôi á, thì quý vị biết rằng là một quản giáo của tôi, rồi một người ở bên trung tâm qua, và đặc biệt là đặt cái camera ngay mặt vợ chồng tôi, có nghĩa là mọi nhất cử nhất động gì cũng bị giám sát, chỉ có thể là Nguyễn Phương Hằng và đội 7. Còn tất cả những người phạm nhân ở trong đó đi thăm nuôi ra bình thường, chẳng ai quan tâm, nó đã đi vô. Đó là sự thật nha quý vị. Và khi anh Dũng thăm nuôi tôi một lần, qua lần thứ hai, tới lần thứ ba, thì quản giáo của tôi á mang đồ vào, xét hết tất cả mọi thứ đồ trong đồ thăm nuôi. Nhưng mà khi vào bên trong thì lại được một phạm nhân khác đổ ra lục nát hết. Lục lại một lần nữa mà là phạm nhân chứ không phải là cán bộ, như quý vị nghe rõ nha. Một phạm nhân khác lục đồ tôi tan nát hết. Phạm nhân chứ không phải là cán bộ. Vì khi anh Dũng rời đi là cán bộ đã kiểm tra. Và khi vào bên trong thì một phạm nhân khác đổ ra ướp nát lục nát hết. Tôi chỉ muốn đi vào thôi. Và một cán bộ ngồi kế bên, tên là Huyền Nga, mới nói là mày làm gì dữ vậy. Thì cái phạm nhân đó mới bỏ đồ vô và tôi đã đi vào. Là chồng tôi đi thăm nuôi tôi được 3 lần và tôi cứ anh Dũng đừng đến đó nữa, tôi sẽ chịu đường cho đến ngày tôi về. Và quý vị cũng biết rằng vợ chồng con cái một tháng chỉ gặp nhau được có 1 lần mà đau đớn đến như vậy. Và tôi đã nói với anh Dũng là anh đừng đến thăm em nữa, em sẽ chịu được cho đến ngày tôi về. Và tôi chưa bao giờ tôi đi gọi điện thoại về nhà lần thứ hai, dù rằng ở đó mỗi tháng cho phạm nhân gọi điện thoại về nhà được 2-3 phút gì đó, 2-5 phút gì đó, nhưng tôi cũng không gọi luôn. Vì là gọi điện thoại thì mở hết lo ra cán bộ giám sát mình nói chuyện với gia đình mình, và tôi đã cam chịu cho đến ngày 2 tháng 9 là ngày lễ ở Đại Nam rất đông khách. Anh Dũng bỏ tất cả dẫn 2 đứa con lên thăm tôi, thì quý vị nghĩ rằng cái cảm xúc của chồng tôi với tôi nó như thế nào quý vị? Có khác biệt không? Quá khác biệt chứ. Tại sao tôi được khác biệt như vậy? Khi tôi đến đó thì tôi đã được tung tất cả các tin xấu của tôi bên ngoài cho phạm nhân trong đó, nhưng có người tin người không. Và sau khi tôi về phúc thẩm, xử phúc thẩm thì lại tung một cái tin là tôi mang tội lừa đảo, sẽ kêu án thêm 15 năm. Khi tôi quay trở lên thì gần như là chỉ có tôi sống coi như là bị cô lập. Vì sao tôi bị cô lập? Vì tôi biết quá nhiều điều cho nên tôi bị cô lập. Sợ tôi biết, nhưng có sợ cũng không thể nào che được, đúng không quý vị? Cho nên á, bản thân tôi đã xa chồng xa con hơn 6 tháng năm gặp mặt. Vì lòng tự trọng của tôi và anh Dũng không đi thăm nhập vợ đi. Tôi nói chồng tôi, anh đừng lên đó nữa. Mỗi lần lên là camera quay được cán bộ đi theo, y như là tôi là một cái người như là tội khủng bố. Người này đổ qua người kia đổ lại, cuối cùng tôi gặp tôi để làm gì? Đây là những sự thật tôi nói, có sắc mắt có chứng. Nếu như cơ quan chính quyền đi kiểm tra xem ông Dũng có đi thăm bà Hằng không, hoàn toàn là 6 tháng liền không đi. Đó là yêu cầu của tôi, vì quá tổn thương cả vợ lẫn chồng. Đấy.
còn bao nhiêu điều thối rác đây không? Thì là chính quyền trả lời, tôi không có rảnh để đi nói chuyện người khác, nhưng rõ ràng còn 5.000 con người đang sống tại đó. Tôi đã nói rồi, tôi đã thề rồi, tôi quyết là không được phát nào. Bây giờ quý vị chờ em nghe, em điện thoại cho ông trời chút, em nói chuyện với anh trời chút. Bây giờ em còn một người để ngoài tầm thôi nè. Alo anh trời hả? Em nghe nè. Hả? Khu du lịch này của anh Dũng. Lỗ mắt em bổ thụ đi hả? Trọng gì? Trồng chuối hả? Ồ, đất này đất của anh Dũng thuê, không phải đất quốc phòng đâu nha. Không phải đất của quốc phòng, không phải là rừng của bảo hộ đâu nha. Đất này đất anh Dũng, có sổ đỏ đàng hoàng, không phải đất quốc phòng. Dạ, trồng chuối trồng hoa hồng hả? À, cưa hết cây luôn hả? Bán sạch sẽ luôn hả? Trời ơi, trong đây mình cưa hết cây nắm chức mẹ luôn đó. Ủa trời ơi, vậy hả? Thôi anh đừng có xứ em mậy đi tù, em tham ô chết mậy em luôn đó. Tội tham ô nặng lắm nha. Sao hả? Đừng sao, mày thấy bọn em Bình Dương chứ nội. Không phải sâu xa mà đây là Bình Dương. Trời ơi, xứ em hả? Chắc em đêm mới ngày về quá hả? Độ dây của thụ 100 năm, 200 năm rồi sạch sạch hết hả? À, trồng chuối xong mà đưa tưới bằng trực thăng đúng không? Tưới bằng phi cơ đúng không? Mà 1.000 mấy hecta nó lấy đâu ra công nhân làm? À, em sẽ huy động mấy anh tù về chung làm với em phải không? Không, ở đây đất này đất của Bình Dương, em làm bậy em chết. Dạ, anh trời đừng có giúp em làm bậy nha. Cái tù khổ lắm. Em nghe rồi. Xuất khẩu đi 7-8 nước luôn hả? Trời ơi, vậy giàu hẳn lắm mà. À, trong đây làm em hả? Nguy dòng hỏi em làm trong đây nè, mấy đời. Em tự trị ở đây làm nè. Chồng em làm mà về tổng, chủ tư là bó chị em là phó tổng. Rồi cháu chắc em chồng hỏi em này trong đây làm nè. Trời ơi, thầy. Em nghe rồi. Nhưng mà đừng làm gì cho em đi tù nghe anh trời. Dạ, đi tù mà tham ô nặng tội lắm, em sợ. Giờ nó tới tù em sợ, nó cắn rồi ma, nó cắn rồi người, nó cắn rồi ngươi lắm. Quý vị thấy em khùng không? Đi tù trên 2 năm là có giấy phép khùng nha quý vị. À, bây giờ anh biểu em là coi như là sang lắp hết trong đây đúng không? Để trồng chuối, trồng hoa hồng đúng không? Đất này đất em thuê. À, em thuê tượng trưng thôi, em thuê tượng trưng chừng 100 hecta thôi. Còn 1.000 hecta em tha hồ em chơi. Tại chỗ này chắc không ai để ý đâu. Dạ em chơi được, em chơi được. Để em hỏi anh Dũng là anh đồng ý không nha, là em sẽ ba sang lắp hết. Rồi có gì tối em đào hết đất em bán đêm mấy trăm xe vậy đó. Rồi có gì rồi em kiếm mối mua nha. Anh xúi em, anh phải nuôi em với nha anh trời. Dạ. Trời ơi, cái vụ này mà đất của nhà nước là em thích mẹ em luôn nha anh trời. Đất thì đất của em. Để em nói anh Dũng anh sang lắp phía sau nè, để trồng ít chuối, để xuất khẩu. Với lại tạo ra cái nước hoa hồng bị bói bối để xuất khẩu nha. Người ta bói bối, chắc là em phải là bói bối thôi. Dạ, em nghe lời anh trời á, có khi là nguy hiểm lắm nha. Đất thì đất của Bình Dương nha, sổ đỏ đàng hoàng nha, em có làm bậy đâu. Đất đi em phải đất quốc phòng nha, đừng bị đất quốc phòng mà em làm bậy em đi tù đó. Dạ, đất mà đất quốc phòng với đất của đất rừng bảo hộ mà. À, em chơi là em thích mẹ em luôn đó, anh trời đừng xuất bậy em nha. Dạ em nghe rồi, có mai em lên ngủ với anh. Dạ có gì? Cảm ơn anh trời nha, có mai em lên ngủ với anh. Rồi chị thấy tôi ngoại tình không? Anh trời xúi tôi là sang lắp hết trong đây nè. Trồng chuối đi rồi, xong rồi cây củ thụ ra bán mẹ hết, cưa sạch hết đi để làm gì. Rồi xong rồi đất này dụng sâu dụng sao không ai thấy đâu. Đất này không phải đất quốc phòng đâu nha. Đất này đất có sổ đỏ, có vi phạm gì nhẹ nhẹ chứ không có thương ô. Nên là em yên tâm lắm, em không sao đâu.
chỉ thấy em ngoại tình ghê không? Ngoại tình ghê quá vậy? Thôi đi hát tiếp đi hả? Tối nay tôi phải đi ngủ trên trời đó. Thôi giờ tôi hát cho quý vị nghe bài hát Mai đang đi rồi được không ạ? Được không?